chớp chớp mắt nữa không? À, liếc mắt đưa tình luôn, ghê không? Wow. Đẹp quá. Như một con chim. Hello, chào các bạn. Mình có 3 ngày nữa ở bên quận Cam. Hôm nay mình sẽ xách xe đi vòng vòng chơi. Chưa biết đi đâu, nói chung là hứng đâu đi đó, ai hú thì đi, quay cái video cho các bạn xem cho vui ha. Rồi mình có nhờ anh Phúc, anh đăng ký giùm mình cái sticker bên Houston, Texas, và anh gửi thư qua. Bây giờ để mình xé cái bao thư cho các bạn coi. Đây, cái sticker các bạn đó, cái sticker giờ mình sẽ dán cho xe, đăng ký ở bên Houston gửi qua Cali. Rồi ngay cái chỗ bảng số này nó ghi chữ Minh nè, year nè, tháng và năm các bạn. Đây thì mình dễ dàng mình lột cái này ra thôi, lột ra dán cho là xong đó, đơn giản dễ dàng ha. Để mình tháo con ốc này ra, cái tháo con ốc kiểu này ra, dán vô cho đẹp đó. Tháng và năm, tháng 1 năm 2021. Rồi, quá đẹp luôn. Tháng 1 năm 2021. Gắn con ốc vô lại. Ơi, ngon lành. Ngon lành, ngon lành cành đào luôn. Rồi, đã đầy đủ tiêu chuẩn của một chiếc biển số xe motorcycle từ tiểu bang Texas, với một cái phong, một cái theme design rất là đẹp, xanh đỏ. Giờ đi vòng vòng, đụng đâu quay đó cho các bạn coi cho vui nha. Giờ trước mắt là qua thăm một anh bạn. Anh này rất là đặc biệt. Từ đây qua bên ảnh 20 phút. Gửi cho anh biết. Hẹn hò rồi, giờ đi thôi. Go. 20 phút, 10 km. Rồi, ngon lành. Đi thôi. Stop sign, dừng lại một cái cho nó đúng luật. Ngày thường với giờ này người ta đi làm hết rồi các bạn, không ai rảnh để đi lòng vòng, chỉ có mình xách xe đi lang thang thôi. Ở đây đèn đỏ, nếu các bạn nhìn không thấy xe mà an toàn thì mình được phép quẹo phải ha. Nếu mà không có cái bảng cấm đó, như đây là anh thấy bên kia nó không có xe cả là anh chạy được. Còn họ cấm là gây cái bảng luôn, không được quẹo phải khi đèn đỏ luôn. BMW X5. Ở đây cho chạy có 35 mile à. Mình vừa kéo lên cái là qua 45 rồi. Thì mấy cái đường local này á, nhiều lúc police cũng có. Ví dụ đây stop sign là phải dừng. Nếu mà mình không dừng, mình bò chạy mà lỡ police nó ngồi trong xe nó thấy là nó hốt ngay. Đó, đây stop sign nè. Dừng cái thấy xe trống là đi. Tại mình đường quẹo, mình không được ưu tiên. đi thẳng nó sẽ ưu tiên. Mà nó là nó chạy đúng tốc độ cho nó không có giảm, nó chờ mình, cho nên mình ra ẩu là mình ăn. Giờ mình ghé qua nhà của một anh bạn. Anh này hy vọng là các bạn nào mà mê mô tô ở Việt Nam, ở Sài Gòn thì chắc là biết anh này. Anh này mới qua Mỹ định cư đâu được khoảng chừng 2 tháng à. Anh mới chat, anh rủ qua uống cà phê. Nói chung là một người bí mật, hy vọng các bạn sẽ đoán ra được anh đó là ai. 14 phút nữa mới tới, 9 cây số nữa. Tới đúng nhà nó là đúng 11 giờ. Ở đây nó báo chính xác lắm. Một ngày rất là bình yên ha. Các bạn thấy ở cái khu vực quận Cam này thoáng đẹp. Đặc biệt là cái khu lân cận cái công viên 1 dặm vuông này. Công viên Miles Weber. Rồi, gần tới rồi, gần tới rồi. Gần tới nhà rồi. Nhà bạn này ở thành phố Huntington Beach. Đây là một trong vài thành phố rất là đáng sống ở cái vùng quận Cam này, Orange County. Thành phố tuyệt vời, Huntington Beach, gần biển. Quẹo qua cái đường ly 17312. Wow, quá đã luôn. Ngay cái bùng binh. Mới tới thấy em Tesla đậu với một em Lexus ES350. Tesla Dual Motor. Hello Thái. Thái ơi. Thôi, dạ. Hả? Từ từ. Nó không nào vậy? Ổn định chưa? Ổn định hết rồi. Xong hết rồi, giờ là chơi thôi phải không? Chạy đi. Mình tính lấy chiếc này nè, để bán, kêu bán chiếc kia ở Việt Nam á. Chiếc nào? Bán 1210 á, gửi đây á. À. Chứ để 2 chiếc chi. À. Bán chiếc ta đi mua. Mua đây để chạy một vòng chơi. Đúng rồi, về America. Chứ làm gì, hay mua chiếc cái GS chạy ra lanh lẹ. Ở đây phải ghi ở đây, gửi ở đây thôi. Đúng rồi. Chứ gì chạy bình xăng không nói đâu. Ừ. Mình tính một chiếc này với 2 chiếc kia đó. Ừ, mua ra đi. Ra chạy ra lanh. Chiếc này chạy đường đường thì ngon. Ừ, này lên freeway rồi vô địch. Đúng rồi. Sướng không anh? Sướng. Nhẹ, em thấp lắm. Kêu bán nhà, đổ nhà mới. Hả? Đang kêu đổ nhà mới. À. Thằng này bên đây chạy chiếc con Win nè. Ừ. Chạy con Win ha, sớm ha. Dạ. Việt Nam ha, Mỹ. Thấp ha. Thấp. Ngon. Nhìn thấy bản số ác không? Đấy, bữa giờ thấy rồi. Nó dữ. Mới dán tem lên đó. Quá đã, Tết làm mê quá. Tối nay em làm thêm mà. Hấp carbon đúng không? Tại vì nó không bị giống cái tay á. À. Cái này luôn. Ừ, ấp toàn bộ, nguyên bộ ấp luôn hả? Quá đẹp luôn. Chạy đã không? Có gắn sạc không dây không? À, sạc cắm vô hả? Lên chế độ autopilot rồi thử hết rồi hả? Tự chạy ngồi uống cà phê luôn. Bình là vô tư mà. 327 mai. À. Đây đi Las Vegas được không? Nửa đường à? Gần, sạc lần. Cái mà dọc đường có không? Ăn uống ở đây có mấy cái mò có hết. Anh ghé vô mò ăn cái anh đi à. Nửa tiếng. Hồi cái logo cũng dán luôn hả? Quen bộ luôn. Ừ. Quá đẹp luôn, xe chưa rửa nè. Đặt biển số xe, đặt mới rồi, đặt tên có đứa nhỏ con em. À. Leo Dior. Ừ. Quá đã luôn. Ủa có khách ở trong á hả? Này quá đẹp mà. Khu này đẹp quá. Mới sang tên lại cho em là em từ bên đó qua luôn mà, không? Khu này quá đẹp rồi. Khu này yên tĩnh cực kỳ luôn. Ra ngoài là đủ đồ quá. Ừ. Khu này quá đẹp. Xuống gần biển, gần trường học con em. Ừ. Ghé thăm nhà bạn trẻ. Này bạn trẻ chứ không phải bạn già nha các bạn. Thái, rất nhiều bạn chơi mô tô sẽ biết Thái. Thái đang biểu diễn chiếc Tesla Model X, đúng không? Giá khoảng 105.000 thời điểm này các bạn. Và nó sẽ tự động dê ra. Đây, nó xài app trên điện thoại luôn. Và đặt cái ứng dụng và setup nó vô điện thoại hết. Rồi, ok, giờ mình chuẩn bị cho nó chạy ra rồi. Đang đậu trong gara. Đó, Thái bấm một cái trên cái iPhone là bắt đầu nó nổ máy. Tự động luôn nha, không có ai trong xe hết. Tự động ve ra khỏi gara. Hy vọng ngày mai có thời gian rảnh mình với Thái sẽ chạy một vòng và quay một cái clip cho các bạn coi chế độ tự lái của nó. Tesla California. Wow. Một chiếc gọi là vua công nghệ ha, xe điện vua công nghệ của tỷ phú Elon Musk. Và một chiếc K1600 mô tô vua đường trường. Cho tông cánh hả Thái? Rồi. Tung cánh. Quá đẹp phải không các bạn? Các bạn thích chiếc nào? Thích chiếc nào thì comment. Thích chiếc nào lấy chiếc đó chạy rồi. Tesla K1600. Wow, nó kêu tốn hả? Nó múa nè. Tự động mở nhạc. Nhảy múa. chớp mắt nữa không? À, liếc mắt đưa tình luôn, ghê không? Đó. Mắt mũi rồi. Nhạc là mình tự cài hả Thái? Tự động sẵn rồi. À. Wow. Quá đã luôn. Tuyệt vời. Như một cánh chim. Wow. Đẹp quá. Như một con chim. Chim Tesla. Hai cái cửa trước. Trước bung ra qua. Wow. Quá độc. Chớp mắt hai kính chiếu hậu lên. Hai kính chiếu hậu đập đó. Wow, một màn biểu diễn ấn tượng. Bởi vậy Elon Musk không mau giàu được. Tỷ phú và người kiếm tiền đang kiếm tiền gọi là nhanh nhất trong làng công nghệ xe hơi. Một thương hiệu xe hơi điện non trẻ thôi. nhưng mà thành công mỹ mãn luôn đó, vô và tự động quẹo luôn các bạn ơi. Nó ghi nhớ cái vị trí ở trong cái gara và nó vô nó quẹo đúng vị trí mình đã set up sẵn ha. Dướng vali là nó tự động đó, dướng vali là tự biết quẹo luôn nha. Nhớ hoàn toàn, bởi xung quanh nó rất nhiều cái cảm biến, nó đo nó nhớ hết từng vị trí, kích thước, từ chỗ này qua chỗ kia bao nhiêu nó nhớ hết. Wow. Ngày mai sẽ thử chế độ autopilot. Rồi, cố gắng sắp xếp thời gian qua chạy với anh Thái một vòng. Này đi sẽ đi đường trường á. Để vậy nè, để luôn trơn nó ngồi chạy mấy nè. Có số ve luôn Thái. Nè. Nổ xong bấm R. Rồi xong bấm cái nút đề. Đó, bấm R trước. Xong bấm đề. Đó. Giống như đẩy phụ vậy đó. Nhưng mà anh nặng lắm. Nặng lắm. Đi nha. Rồi. Nhà của bạn Thái, Ivan Thái. Thái có thẩm mỹ viện Thanh Vân ở đường Nguyễn Minh Khiêm các bạn. Bà Thái là giám đốc bệnh viện Thanh Vân, thẩm mỹ viện rất là nổi tiếng ở đường Nguyễn Minh Khiêm. Hàng xóm của mình, hồi xưa mình làm ở Nguyễn Minh Khiêm gần 20 năm nay. Mình là sống và khởi nghiệp từ cái góc đường Nguyễn Bình Khiêm quận 1. Và cái thẩm mỹ viện Thanh Vân cũng sát đó. Thái là một biker. Rồi, sau khi tham quan một vòng ngồi chém gió uống ly cà phê với Thái thì bây giờ mình chạy lên Los, ngay trung tâm Los Angeles đi ăn trưa với anh Tây. Thì anh Tây là anh Tây làm ở đó, anh Tây làm cho chính phủ, cơ quan chính phủ ở trên Los, trên downtown. Giờ ngay lúc trưa 12 giờ trưa đây, chạy lên đó 48 phút. Rồi mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu yêu thích những video của mình thì nhớ bấm đăng ký kênh và cho mình một like để ủng hộ tinh thần nha. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở những vlog tiếp theo.